Tập 4. An Kỳ, sao vậy? Mọi người đi trước, mặc kệ tôi. Cứu người quan trọng. Nhanh lên, chú ý an toàn. Tránh ra mau. Họ bị thương rồi, cần phải làm phẫu thuật. Tránh qua một bên. Có chuyện gì vậy? Tránh ra. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Tần, bây giờ phải làm sao? Ngăn khu vực này ra, tìm mấy cái bàn ghép vào, làm bàn phẫu thuật, tìm vài cái chăn sạch, cả ga trải giường, phủ lên trên. Đèn, tôi cần đèn. Đèn bàn được không? Được, có thể lấy thêm vài cái. Anh còn cần gì không? Kẹo cầm máu, dao điện, kim khâu, kéo, giẻ xô, nước muối sinh lý. Đâu ra mấy cái đó chứ? Trước tiên giúp tôi buộc cái này lại. Được không? Nào qua đây. Các vị, tôi cần nước muối sinh lý. Nếu như không có, nước cất cũng được, nước khoáng cũng được, nước khoáng cũng được. Sau đó, giải xô, hoặc là một số giải sạch, tìm thêm nhiều một chút. Còn cả cồn nữa, nếu không có cồn thì rượu cũng được. Im lặng. Mọi người làm ơn, cứu người quan trọng. Đi thôi. An Kỳ, tình hình nguy cấp. Tôi cần phải làm phẫu thuật cho người bị nặng trước. Bây giờ thiếu trợ lý, em qua giúp tôi. Tôi à? Ngoài anh ra, chỉ có em học y. Nghe nói chiếc túi trong phòng của anh có cây kéo, có bật lửa, túi kim chỉ, mang qua giúp anh, hiểu chưa? Anh đảm bảo sẽ cứu sống anh ta chứ? Tôi không chắc, phải nhanh chóng kiểm tra cho anh ta trước. Nhanh lên. Được rồi, tôi đi. Con đi đâu vậy? Xuống dưới cứu người. Người dưới đó quá nhiều rồi. Thiếu con không sao đâu. Đừng có gây quả. Cái gì mà gây quả? Chưa biết chừng dưới lầu cần cái này. Bây giờ quá nguy hiểm. Không được đi. Quay lại. Sao mày ích kỷ như vậy? Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Xin hỏi có gì cầm máu không? Có thể dùng đồ lót sạch, hoặc là nước muối khử trùng cũng được. Hoặc là loại này, nước ngâm bảo vệ kính áp tròng đều được. Không có. Cảm ơn. Tôi hỏi anh, sao tôi phải giết giáo sư Lương? Bài luận văn trước kia Lương Đông phát biểu là kết quả nghiên cứu của cô, và cả diễn đàn máy tính thế giới được tổ chức tại Tokyo. Bài phát biểu của anh ấy trên sân khấu cũng là do cô viết. Cho nên tôi mang hận trong lòng. Giết giáo sư à? Không phải sao? Anh không hiểu công việc của chúng tôi. Bài luận văn đó là thành quả của tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu. Đúng, nếu như được tính bằng số chữ thì tôi viết nhiều hơn một chút. Nhưng mà thành quả cả đội, làm thế nào tôi có thể chỉ để tên tôi? Còn diễn đàn máy tính, kết quả quan trọng như vậy của nhóm chúng tôi, tôi lên bục phát biểu, ai mà nghe? Ai biết tới tôi? Tôi không cần biết công việc của mọi người. Đối với chúng tôi mà nói thì đủ để tạo thành động cơ. Và anh có từng điều tra qua tất cả học phí từ hồi đại học đến giờ của tôi đều do giáo sư nợ phải không?
Cái này anh có điều tra hay không? Điều này không thể loại bỏ nghi ngờ của cô. Hơn nữa tôi cũng điều tra được, các mô đun lái xe thông minh trên xe trong viện nghiên cứu của mấy người là do cô lắp đặt. Cô có thể điều khiển từ xa. Tôi điều khiển làm cái gì? Điều khiển giết người. Lương Đông rất có khả năng chết vì mô đun thông minh đó. Điều khiển máy quét giết người, mô đun thông minh trên xe đó là do tôi thiết kế. Nhưng mà trình độ công nghệ hiện nay, tôi không thể làm cái gì chính xác như anh nói. Chỉ là một giai đoạn lý luận mà thôi. Anh vừa nói tôi giết hai người đó. Cái chết của giáo sư Lương, tôi đã nói rõ cho anh biết. Anh còn nói tôi giết ai nữa? Chiếc xe hại chết Đào Tử có liên quan tới người phụ nữ này. Tôi nhất định phải tìm ra. Đây chính là chiếc xe đó. Tôi đã điều tra qua. Chiếc xe đó đã được sửa lại, có thể thực hiện điều khiển từ xa. Cô gái này tên là Giang Tuyết, là học sinh của Lương Đông. Hai người trước kia vì vấn đề bản quyền luận văn nên mối quan hệ có chút trục trặc. Cậu nghi ngờ cô ta điều khiển từ xa. Hướng nghiên cứu của cô ta là AI. Cô ta có động cơ và cũng có cơ hội. Tôi phải nhanh chóng tìm ra cô ta. Sao rồi? Sao rồi? Xin lỗi, tôi không thể cứu mạng anh ta. Sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa rồi anh ta còn sống. Anh thử cố gắng cứu anh ta lần nữa đi có được không? Lúc ngã từ trên núi xuống, nội tạng đã nát bét. Rốt cuộc anh có phải bác sĩ không? Sao anh không thể cứu anh ấy? Thành thật xin lỗi, nhưng mà bây giờ tôi phải cứu người khác. Nhanh lên, anh không phải là bác sĩ. Anh là hung thủ giết người. Đã chết một người rồi, anh dám chắc có thể cứu người còn lại không? Cái đó anh có dám chắc không? Nếu tôi không kịp làm phẫu thuật, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Vậy tôi hỏi anh, nếu không cứu được cô gái này, ai chịu trách nhiệm? Vậy nếu cô gái này vì không được phẫu thuật mà chết, anh chịu trách nhiệm à? Anh nói như vậy là sao chứ? Bớt nói vài câu đi. Anh, bác sĩ Tần, tôi tin anh. Lập tức phẫu thuật cho cô ấy. Cần gì cứ nói với tôi. Tôi cần kẹp cầm máu. Nếu không, bây giờ ép làm phẫu thuật quá nguy hiểm. Tôi không thể làm như vậy. Phía bắc thành phố có một bệnh viện. Không thể nào. Tôi xem qua bản đồ, ở đây không có bệnh viện. Tôi thấy rồi. Cô nhìn thấy lúc nào? Lúc nãy ra ngoài tìm đường tôi nhìn thấy. Không phải cô ở khách sạn sao? Cô ra ngoài chung với ai? Được rồi, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Dẫn tôi tới bệnh viện. Nhớ kỹ, bây giờ chuyện cứu người là quan trọng. Đừng giở trò với tôi. Kẹp cầm máu, phải nhanh. Thời gian không còn nhiều. Được rồi. Sao vậy? An Kỳ,
Không sao. Cô ấy sao rồi? Nếu như trong nửa giờ không tiến hành phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc cô có nhớ ở đâu không? Hình như ở bên kia. Rốt cuộc có biết không? Chuyện liên quan tới tính mạng. Hay là chúng ta quay về đường đó đi. Thời gian thật sự không còn nhiều. Cậu à, cậu nói Lan Nhiên bọn họ có tìm được kẻ phẫu thuật không? Cháu hy vọng họ tìm được không? Dù sao cháu cảm thấy, nếu như lúc cháu gặp khó khăn, cháu cũng hy vọng họ giúp cháu. Đồ ngốc. Cháu từng giúp người khác, người ta chưa chắc sẽ giúp lại cháu đâu. Nói không chừng còn lấy quán báo ơn. Súng à? Ngầu vậy? Súng thật đó. Súng thật à? Sợ rồi sao? Không có. Cháu không phù hợp với cái này. Qua đây. Hải Đào, trong hoàn cảnh đặc biệt, trong tay có một khẩu súng, trong lòng cháu sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Chưa biết chừng ngày nào đó cháu sẽ dùng tới. Chúng ta mang số thuốc này về xem. Có không? Tìm thấy rồi. Đi. Mau, kẹo cầm máu. Không sao chứ, chỗ này còn có thuốc. Được. Anh là, bàn với anh một chuyện. Hôm nay là ngoại lệ, mọi người mở cửa cho anh. Hy vọng sau này đừng xảy ra chuyện. Không thể vì một người khiến tính mạng của mọi người bị đe dọa. Là anh sợ tính mạng của anh bị đe dọa. Cũng đúng. Tôi cũng là một phần trong số mọi người. Anh làm gì bên ngoài? Nhìn anh, bộ dạng thì giống dân làm ăn. Lời nói ra là giống người lãnh đạo. Thật biết nhìn. Bệnh nghề nghiệp. Ở đây còn nghề nghiệp gì? Có thể sống sót ra ngoài mới có thể làm ngành nghề của mình. Chúng ta đi. Được chưa? Được rồi. Giải xù. Thêm nữa. Nhanh.
Kim Chỉ, cô ấy không còn gì đáng ngại rồi à? Cần phải quan sát thêm. Chỉ cần không nhiễm trùng chắc là không sao. Bác sĩ, cảm ơn anh. Là anh đã cứu cô ấy. Nếu như không có An Kỳ giúp, tôi vốn không thể làm một mình. Cô ấy tỉnh rồi à? Vẫn chưa. Nhưng mà đã phẫu thuật xong. Bác sĩ nói sao? Có thể giữ mạng. Không công bằng. Tiểu Nam, đừng khóc nữa. Tôi qua đó xem thử. Dù sao vẫn phải cảm ơn hai người. Hai người đã tìm thấy kẹp cầm máu. Anh cảm ơn anh ấy. Anh ấy đã tìm thấy. Mau về nghỉ ngơi đi. Kéo. Kéo. Tần Phấn, vừa rồi Tiểu Kim nói với tôi tuần sau anh ấy chuẩn bị xin nghỉ phép một tuần. Nói cái gì du lịch tuần trăng mật. Tôi quả thật không hiểu bọn trẻ mấy cậu. Ngày trước chúng tôi làm gì có trăng mật. Việc làm còn không hết. Cậu nói xem thái độ làm việc như vậy. Đợi tới lúc bình chọn, làm sao thăng tiến được chứ. À phải, vừa rồi anh muốn nói gì với tôi? Không có gì. Thu dọn đi. Không phải anh cai rồi sao? Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy anh trên bàn mổ. Anh cũng là lần đầu làm phẫu thuật trong điều kiện như vậy. Tôi cũng không biết tại sao anh lại to gan như vậy. Lúc học đại học, anh thay mặt cả lớp tặng hoa cho em. Còn to gan hơn bây giờ. Lúc nãy em hạ đường huyết. Quay về nghỉ ngơi đi. Còn anh thì sao? Trên lầu còn hai người không khỏe. Để anh lên xem một chút. Tần Phấn à, đưa thuốc lá cho tôi.
Làm gì vậy? Bản đồ đâu? Bản đồ gì? Bản đồ đường ngầm. Tôi không có bản đồ đường ngầm nào hết. Hôm trước tôi thấy cô cầm nó. Anh chút nữa đợi tôi uống thuốc xong, tôi sẽ nói chuyện với anh. Dây chuyền của tôi rơi ở đường hầm rồi. Nó rất quan trọng. Anh đưa thuốc cho tôi. Tôi uống xong sẽ đi tiện với anh. Trước tiên đưa bản đồ đi. Anh, ở đây không có. Tôi không có bản đồ. Giang Tuyết, Giang Tuyết, nhịp tim hồi phục rồi. Huyết áp cũng lên. Thuốc này nếu uống chậm một chút thì cô ấy sẽ nguy hiểm tính mạng. Thuốc của cô ấy làm sao? Loại thuốc này ở thành phố tôi chưa thấy qua, nhưng mà nhìn thành phần chắc là điều trị axit máu. Axit máu là sao? Là máu bị nhiễm axit, hay còn gọi là MMA, là một loại di truyền nhiễm sắc thể đặc biệt hiếm gặp. Chứng bệnh của Giang Tuyết hình như còn là một loại phức tạp hơn, thật sự rất hiếm. Nói đơn giản một chút, không thể nhận protein dư thừa và luôn phải kè kè thuốc bên mình, nếu không sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô ấy dám một mình đi xa như vậy, gan cũng lớn thiệt. Được rồi, bây giờ cô ấy suy nhược, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì gọi tôi. Được, đừng làm phiền cô ấy. Giang Tuyết, chào cô. Dùng vé xe này để lên tàu hỏa, tất cả những nghi vấn về mẹ của cô đều sẽ được giải đáp. Bác sĩ Tần nói về cơ bản cô đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà cần quan sát. Tôi mơ thấy Tiểu Ngư. Cô ấy ngồi trong thùng rác. Tôi cầu xin cô ấy cho tôi vào trong. Cô ấy để cho tôi vào trong rồi. Đừng nói nữa. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà người lẽ ra phải chết, rõ ràng là tôi. Tiểu Dĩnh, cô mau đi tìm chỗ khác. Ở đây không trốn được đâu. Mau để tôi vào. Tiểu Ngư, tôi không muốn chết. Không ai là đáng chết cả. Rất nhiều chuyện đều do số phận an bài. Cuốn sổ ghi chép điều tra của tôi đã bị người ta đụng vào. Dấu vân tay và hình ảnh camera đều bị xóa hết. Tôi và an toàn trước giờ không hề lưu thông tin điều tra vào máy tính. Nhiều năm nay đều có thói quen viết tay. Người đó chắc chắn rất quen thuộc với tôi. Đại ca à, anh vừa phải thôi. Tôi và Lâm Tỉnh, ngay cả việc trả tiền nhà cũng không biết bao giờ mới đủ. Ninh Vũ, mở cửa đi, Ninh Vũ. Ninh Vũ,
Mời mọi người xuống đây để nói cho mọi người biết kết quả tìm kiếm hôm qua. Một trạm báo cáo bỏ hoang, và cả bến tàu không có thuyền, có thể nói là không có gì hết. Tôi biết nước và đồ ăn trong tay mọi người có thể cầm cự lâu nhất là một hai ngày. Mọi người nói phải làm sao? Anh Lập, bước tiếp theo. Anh nói đi. Tôi kiến nghị người ở lại khách sạn, tiếp tục gia cố cửa sổ, chặn lũ súc sinh ngoài kia. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm đồ ăn và nước uống. Trước mắt trong thời gian này, sống sót là quan trọng nhất. Tiếp theo sẽ nghĩ cách. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta chắc chắn có thể rời khỏi. Cô làm gì vội vàng như vậy? Rốt cuộc bên trong có gì? Liên quan gì tới anh? Tôi là Giang Tuyết, Giang trong Trường Giang, Tuyết trong Tuyết Trời. Anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi? Con cô ấy mất tích, để cô ấy đi tìm con đi. Tôi đi tìm với cô. Mấy giờ rồi? Trong người cô có bệnh, sao không nói cho tôi biết? Tôi nói rồi, tại anh không nghe thôi. Dây chuyền của anh tìm thấy chưa? Vẫn chưa đi. Cuối cùng tôi cũng biết sao anh cứ theo dõi tôi. Mọi manh mối đều nhắm vào tôi. Hơn nữa tôi lại xuất hiện vào lúc này, giống như một tên đào phạm. Có lúc sự trùng hợp quá nhiều, cần một lời giải thích. Cho nên lúc này tôi mới tới đây, là bởi vì tôi nhận được một bưu phẩm. Trong đó có một tấm hình, còn cả một tấm bản đồ, và cả tấm vé tàu hỏa. Ai gửi cho cô? Không có người gửi. Tôi vốn không tra ra, bởi vì mẹ tôi vốn từng làm việc ở đây. Lúc tôi 11 tuổi, bà ấy qua đời. Tôi chỉ biết trước kia bà ấy làm việc ở đây, nhưng mà tôi không hề biết cụ thể là làm cái gì. Bức hình vừa rồi cô nói là cái này à? Cô và mẹ cô, người còn lại là ai? Em trai tôi. Tôi không điều tra ra được là cô có em trai. Nó mất tích rồi. Trên dây chuyền của anh sao lại có hai chiếc nhẫn? Chắc là anh rất yêu cô ấy. Nghỉ ngơi sớm đi. Không phải anh luôn muốn biết hôm ngày 7 tháng 9 rốt cuộc tôi đã ở đâu à? Hôm đó tôi ở nhà cả ngày, chuẩn bị tài liệu luận văn. Không ai có thể chứng minh cho tôi. Nhưng tôi có xuống cửa hàng tiện lợi mua bánh mì. Anh có thể kiểm tra camera. Bây giờ tôi chỉ muốn biết bức hình này được chụp năm 95. Tại sao lại vào thời điểm này gửi cho cô? Thời gian đã qua lâu như vậy. Mẹ cô sớm cũng đã qua đời. Bức hình này là ở trong tay của ai? Tôi càng muốn biết hơn anh. Nghe tôi nói, mọi người chia nhau ra tìm đồ ăn. Trước khi trời tối, cần phải nhanh chóng quay về. Đợi chút, mấy người các anh đi theo bên này, còn mấy người đi theo bên này. Số còn lại theo tôi, được không?
Vậy mọi người chia nhau ra đi. Anh Trần à, hay là tôi đi chung mấy người? Đi thôi. Mọi người cẩn thận. Mọi người nghe tôi nói, những thứ trên tàu này đều là của người bị dơi cắn chết để lại. Mọi người phải tìm cho kỹ, xem còn có đồ ăn hay không. Được rồi. Cái này có ích không? Thử xem. Hy vọng có người nhìn thấy. Tìm thấy đồ của anh rồi. Cảm ơn. Sao anh ta cứ kỳ lạ như vậy? Kỳ lạ ở đâu? Anh ta đeo hai chiếc nhẫn. Cô quan tâm làm gì? Tôi hiếu kỳ, muốn biết thôi. Sao vợ của anh ta không đi chung? Vợ anh ta bị tai nạn qua đời. Lúc đó anh ta cũng ở trên xe.
Cậu à, những thứ này hết hạn rồi, đều bốc mùi, đừng chơi nữa, tìm tiếp đi. Tìm được gì rồi? Mọi người mau qua đây. Lương khô. Những thứ này có thể bảo quản bao lâu mà không bị biến chất? Tôi không quan tâm, ăn được là được. Đợi đã. Thầy giáo Lưu, tôi muốn thỉnh giáo anh. Anh nghĩ chúng ta bị nhốt ở đây sẽ bị nhốt trong bao lâu? Tình hình thực tế bây giờ chính là tất cả lối ra đều bị bịt hết, còn phải ở đây chờ người khác đến cứu. Vậy phải chờ bao lâu? 10 ngày, nửa tháng hay là 1 năm? Hơn nữa chỗ này chúng ta lại nhiều người, nhiều người thịt ít, cho nên tôi cảm thấy chỉ có người thông minh mới có thể sống sót, đúng chứ? Thầy Lưu, chi bằng coi đây là căn cứ bí mật của chúng ta, đừng nói cho ai biết. Như vậy không thích hợp cho lắm. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là tập thể, cũng nên coi trọng tối thiểu là tinh thần chủ nghĩa tập thể. Mọi người nói có đúng không? Ăn no rồi mới có thể giúp người khác. Chờ vài ngày nữa, lúc ông đói đến mức qua mắt chóng mặt, ông sẽ hiểu chủ ý của tôi, không bị ổi chút nào. Thầy giáo Lưu, tôi rất tôn trọng ông, ông cũng rất hiểu chuyện. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ông hiểu chứ? Anh Trần à, anh xem, ở đây có tổng cộng 16 thùng lương khô. Vừa rồi tôi đếm qua, một thùng có 28 gói, vậy tổng cộng là 768 gói, có đúng không? Hiện tại chúng ta có khoảng hơn 60 người. Thế thì tính bình quân mỗi người có thể phân chia là 12 gói. Một gói lương khô này có thể ăn trong 4 ngày. Cũng có thể nói tất cả số bánh này ít nhất cũng đủ cho chúng ta ăn 47 ngày hơn. Đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể được cứu rồi. Thầy giáo Lưu tính toán rất tỉ mỉ. Ông dạy toán đúng không? Đúng, chẳng trách. Nhưng mà theo tình hình bây giờ tôi cảm thấy mấy người chúng ta không chắc chắn đều có thể sống sót. Hơn nữa, cảm thấy đây là một cơ hội để học cách cảm ơn. Đúng. Nhưng mà cơ hội này không phải là anh ban cho. Đợi đã, thầy giáo Lưu, anh muốn làm gì? Thầy giáo Lưu, ông nghĩ tôi sẽ để cho ông rời khỏi chỗ này, đem bí mật kể cho mọi người biết à? Ông không được đi đâu. Cậu à, giỡn thôi thầy giáo Lưu, đừng có vội đi, đây là hiểu lầm. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, có gì từ từ nói. Sau 20 năm phát triển y học và công nghệ, MMA vẫn chưa được chữa dứt điểm. Duy trì thuốc cực kỳ bất ổn. Điều trị bệnh là một trong những nguyên tắc và động lực cơ bản của tôi. Quan hệ giữa số 9 và số 6 thay đổi. Hiện tượng này nằm ngoài phạm trù dữ liệu trải nghiệm cảm xúc của tôi. Tôi sẽ tiếp tục quan sát và tìm hiểu thêm. Lương khô đã được lập trình vào quá trình thử nghiệm. Các giả định hành vi cho số 86 cũng đã được chứng thực.